mà con về con ở với ngoại mà con hổn quá đó cái gì gì đó thì ngoại thì bà ngoại nói con vậy con không buồn không, nhưng bây giờ chỉ mọi chuyện đã lỡ rồi, con chỉ mong ngoại nghe được cái này để ngoại bạn buông tha cho con hả, ngoại ngoại tha thứ cho con để cho con có một con đường sáng rạng hơn để lo cho con. Con nếu ngoại thật sự thương hai đứa cháu cố. Anh mấy chú chào hai chồng vào nha. Thì hổng về tính ra hai vợ chồng về chung cũng được mấy ngày rồi quên rồi ta. Không nhớ nha. Hạnh phúc quá giờ đâu nhớ nổi. À nói chung là hổng gài sao, hổng gài về là vợ chồng cũng vui vẻ bình thường trở lại bông no như cũ chưa? Dạ cũng bình thường như lúc vậy trước. Vậy đó hả? Rồi Vinh sao thấy thấy hơi vẻ trầm tư quá vậy Vinh? Hơi xanh xao quá. Ờ. Cái mặt ổng vậy á. Nhưng mà Vinh Vinh sao vui không? Dạ cũng bình thường. Trở lại như lúc trước chưa? Dạ cũng vậy. À. Mấy chú thấy con ở hơi xanh xao á. Ờ. Hổng gài có ăn uống điều độ không mà thấy hơi xanh nha. Mới lần một tô cho ăn chứ giờ nghỉ cho ăn chén. Ồ, vậy là hổng gài vào về bầu dưỡng cho Vinh dữ hả vào? Cũng có mấy ngày rồi. À, thấy anh ăn uống cũng điều độ mà vẻ mặt hơi xanh chút nha. Tại mấy bữa rồi không có đi làm không? Không có đi làm ở trong phòng không nên ra hơi xanh nha. Dạ. Cuối giờ đồ vô cho bổ nha. À, Vinh hổng gài á, về thì có tâm sự với con nhiều không? Chồng con á. Nói chung là hai vợ chồng con tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn nữa. Sao những chuyện vừa qua. Nói vào nói chuyện lớn lên vào. Dạ, nói chung là hai vợ chồng con cũng có nói chuyện tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn. Sao những chuyện vừa xảy ra. À, cái vụ dốc ngã thì nói ngay á. À, vợ chồng nhiều khi á là mình không hiểu nhau. Thì cũng có cái giận hờn, rồi sau cơn mưa thì trời cũng lại sáng, mỗi người biết sửa cái tôi của mình thì hai đứa sẽ sống nhau hạnh phúc thôi, chứ đâu có vợ chồng nào mà hạnh phúc mỹ mãn mà trong cái chuyện vợ chồng mà không có mà gầy gà đâu. Ai mà không có ai mà lại dám nói là đó giờ tôi sống với vợ tôi bao nhiêu năm mà tuyệt đối nhưng không có cái chuyện mà cứ cãi đâu. Vinh có muốn nói gì không Vinh? Dạ không. Rồi hổng gà về đầu tiên mà về gặp vợ là sao cả từng xa cách á, thì có nói tiếng gì với vợ không? Em cũng khuyên vậy thôi chứ không biết nói. À, có nói là anh nhớ em nhiều lắm không? Không, anh hỏi là sao cái sự đó thì hai chồng có thay đổi nha không? Thấy hai chồng anh có thay đổi không? Dạ có. Rồi vợ có thay đổi không? Dạ có. Thì được rồi. Ôi. Nói chung là đi theo cái chiều hướng tích cực. Đúng rồi. Tại vì hồi xưa không có hiểu nhau, rồi hai chồng nói chung cũng có mỗi người cái tôi quá lớn á, rồi xảy ra cái việc không hay. Nhưng mà từ khi mà em vào lên trên mạng nói như vậy rồi sự việc nó hai bên đã gặp nhau đã giải bày hết thì thấy cũng đỡ. Rồi giờ hai vợ chồng có làm gì không? Không, tại sự việc xảy qua nó quá đó, em chủ em không có cho em làm nữa. Bộ lý do gì mà chủ không cho làm nữa? Tại vì câu gì của bà ngoại em đăng lên đó. À rồi, cái đó là chuyện quá khứ, người ta không có hiểu á. Người ta nói là chồng con này nọ đó, rồi cái ta đuổi không có trả lương. Ủa không có trả lương là Vinh làm được bao nhiêu ngày mà chủ không trả lương? Cũng được vài ngày, cũng được. Sẵn trên video này thì các anh em cũng chia sẻ, nếu là cái người chủ chỗ em Vinh làm á thì có xem được video. Thì nếu như mà không có cho em làm nữa thì lương vài ngày cũng trả cho em giùm. Tại vì hai đứa cuộc sống rất là khó khăn với cô chú anh chị. Rồi hổng gà là nghỉ ở nhà bao lâu rồi, mấy ngày rồi hai đứa? Từ lúc mà quay phim tới giờ, bà ngoại em đăng nó tải lên tới giờ. Tại vì là như gì, chú nói cho hai đứa nghe. Đúng ra là mấy chú là kết thúc rất là có hậu khi hai vợ chồng là hàng gắn lại với nhau rất là hạnh phúc. Thì khi mà chú về quê á, bà ngoại mới có điện cho mấy chú hay là bây giờ một hai là phải lên Sài Gòn đó, để mà những gì cô muốn nói cô chia sẻ đó, thì là nếu như mà anh em của tụi chú không lên á là ông bà ngoại sẽ có chuyện, cho nên là tụi chú là tranh thủ chạy lên đó ghi hình. Chung là ngoại nói những gì mà ngoại muốn nói bức xúc gì đó thì ngoại chia sẻ lên đó. Thấy Vinh là chưa có được vui cho nên là thấy cũng còn hơi lo. Nói chung là tâm lý còn nặng nề không? Ổng cũng buồn cái là bây giờ đi xin việc, người ta nói đi cái đông, người ta cũng coi được cái clip của ngoại á. Cái người ta nói này nó nọ, mày làm cái gì trộm cướp rồi. Nên là ổng mới dám nhận mày, tao nói thẳng như vậy đó.
là chuyện quá khứ, con không có hiểu. Đúng rồi. Chứ con thì nếu con đi xin việc thì người ta vẫn nhận chứ không sao, có chồng không con. Bây giờ là Vinh hướng sắp tới là định là tìm công việc gì để làm? Em cũng chưa biết, tại em còn rối lắm, tại em không có nghĩ tới đây. Thôi sẵn ở đây thông báo rồi, mở kênh YouTube đi. Hai chồng tự quay, tự chia sẻ luôn. Đó, kêu cô chú anh chị mình ủng hộ. Giờ không ai nhận, giờ biết sao, giờ làm YouTube luôn. Là ông ngày đi xin công việc gì làm mà người ta không nhận nữa. Có đi xin việc gì khác không? Dạ có, cũng có, nhưng mà chỗ nhận thì luôn có đủ trang trải, em cũng à, vậy đó hả? Em đang định xong rồi, em định trung bình là Vinh làm á, là một ngày được bao nhiêu tiền? À, lúc trước em làm là 4-500 ngàn ngày nè. 4-500 ngàn ngày, có làm điều không? Dạ điều. À bây giờ thì vừa hai đứa con nhỏ nè, rồi tiền nhà trọ nữa, rồi đủ thứ chuyện hết. Hôm bữa con đi lặt với Mai được 2 ngày á, giờ con lấy tiền con mua sữa rồi này nọ cho mấy đứa nhỏ hết trơn, rồi con hẹn cô lại để chừng nào chồng con có làm thì con đóng. Cô cũng cần. Bây giờ là con thiếu 2 tháng tiền nhà trọ. Dạ. Là bằng bao nhiêu tiền? Dạ 1 tháng 1 triệu 450, chứ tháng hôm qua cô đưa giấy là bao nhiêu? Con. Cô đưa giấy con chưa có con nữa, con để ở nhà. Chắc cũng khoảng đó. Có đó là điện nước luôn ha. Dạ đúng rồi, điện. Vậy là 2 tháng 3 triệu. Làm 3 triệu đi. Bây giờ là nó cũng khổ cho cái là hai đứa nè, giờ công việc á không có nghề nghiệp ổn định, mà đi làm gì thì nó cũng bấp bênh. Người không có thu nhập thì những ngày sắp tới sẽ như thế nào đây? Còn cha cha bỏ thấy con khổ quá, cha điện kêu qua cho con được 500 về mua sữa cho hai đứa nhỏ. À quên nữa là sau cái vụ của hổm á, mấy chú á làm kết duyên lại cho tụi con vui vẻ rồi á, thì chừng nào con mới đi rước hai đứa nhỏ về? Dạ bây giờ con rước về rồi. Không, ý chú nói cái từ bữa đó đó, bữa đó là bữa sau tụi con đi là đi liền rước con về. Dạ đúng rồi, bữa sau là sáng bữa sau là con rước được con bé lớn. À rồi con bé nhỏ là mẹ con mới chở về, lại đi xe đò về. Vậy đó. Rồi có ghé nhà ba chơi không? Dạ có, con ghé thăm cha cho biết nhà, rồi nó chơi với cha được. Có ở được đêm nào không? Tại nói chung á là nhà của ba cưng á là do nó chặt quá. Nó chặt quá rồi ở lại cũng có hai đứa nhỏ, rồi cũng có một giường một, rồi ngủ ngay nó cũng khó. Ngủ đó thì cha cũng phải đi xin người ta ngủ nhờ, cha đâu có chỗ ngủ đâu. À con chơi với cha tới tối chung là cũng vô tình mấy chú úp video lên thì cũng bé giàu cũng tìm lại gặp cha là 6-7 năm thất lạc ha. Thì hôm bữa là cái vụ mà bà ngoại nói về con đó hả, cho nên là con xin việc là không được luôn. Giờ mấy chú quay clip vậy đó, nói chung là cái gì mất mất gì đó anh cứ nói ra. Đúng rồi, nói lớn lên Vinh. Chú ảnh bà ngoại cũng sẽ coi được, chứ bây giờ anh giữ trong lòng ngoài đâu có được cái gì đâu. Bây giờ mọi việc cũng đã lỡ vậy rồi, bây giờ em con không biết nói gì hơn. Ở ngoài về trời làm, người làm thì trời không, trời không chứng kiến thôi. Bây giờ em cũng đã lỡ nữa, em cũng đã lỡ rồi. Bức xúc của em nó dồn quá rồi, nó em mới lỡ lời hôm bữa có phát biểu là nói nặng nhẹ bà ngoại, nhưng mà cũng tống đau tống thủng. Trong cái việc nó cũng có cái gì đó, nhưng mà giờ em cũng không có văn binh nữa. Giờ là con người làm thì không trời không nhận. Cho nên giờ em có cái thấy cảm thấy là có hơi có lỗi với ông ngoại với bà ngoại là nói em hơi bức, đúng hơi bức xúc là em nặng lời quá. Còn mà đối với bà ngoại đối xử con cháu làm sao thì sau này bà ngoại sẽ gặp lại thôi. Em chỉ nói vậy, em chỉ xin lỗi bà ngoại. Bà ngoại là em chỉ nghe là hơi nặng lời quá thôi. Cái bức xúc của em nó hơi nặng lời quá. Gửi tới bà ngoại là nếu thương con thương cháu thì ngoại đừng có điện hay là đi ăn hội á, là con vợ được này nọ với vợ chồng con nữa, cho vợ chồng con hàng gắn lại để làm để lo cho hai đứa nhỏ. Còn chuyện của anh Vinh hôm bữa là tại vì vậy đàn ông mà bức xúc quá thì nói cũng hơi nặng lời với ngoại, cho hai vợ chồng con xin lỗi ông bà ngoại về. À
từ bữa mà mấy chú up video bà ngoại chia sẻ thì bà ngoại có điện cho hai vợ chồng không? Nói chung là em cũng biết là hôm bữa em cũng thân quen là không có làm quà lại với bà giàu, vì em biết sự việc này sẽ xảy ra, nhưng mà giờ thôi giờ lỡ em phải đối diện với nó cái sự thật hiện tại. Mà hai vợ chồng con biết nếu mà hai chồng con hàng gắn lại là sẽ có chuyện như vậy, con biết trước nên là tại vì hai chồng con còn thương nhau quá. Đúng. Cũng vì con. Đúng. Chứ gặp như không có con là vợ chồng con cũng cắt đứt lâu rồi. Nói chung là mấy chú mấy anh thấy là giữa hai đứa còn rất là thương nhau. Hai nữa là hai đứa con còn quá nhỏ cho nên là mấy chú mới hàng gắn lại cho tụi con để mà nuôi dạy hai đứa nhỏ. Thì bây giờ nói chung ông bà của mình không có công sanh mình thì cũng có công dưỡng dục, nuôi dạy từ lúc bấy giờ còn nhỏ. Thì dù sao cũng ông bà của mình, ví dụ ông bà có sai thì mình phận làm con làm cháu, mình cũng không có quyền mình trách. Mình thiệt đi cũng không có sao hết á, mình con cháu mà. Nói chung là ông ngoại con từ đó giờ là rất thương con với Vinh, chưa bao giờ nói nặng nói nhẹ hay là cái gì đối với vợ chồng con quá đáng. Nhưng bà ngoại thì rất nhiều, tại vì con thương ngoại, con không có muốn nói lên, chuyện cũng là gia đình con muốn đưa lên. Nhưng mà con cũng có khuyên ngoại rồi, bà ngoại còn kêu mấy chú lên ngoại ghi hình, chị không có con muốn sống của vợ chồng con. Vợ chồng con không có công ăn việc làm, tội cho hai đứa nhỏ. Chứ con với Vinh lớn rồi, cho dù cỡ nào cũng sống được. Còn hai đứa nhỏ nó còn sữa bả nữa, ngoại cũng thương con. Nhưng ngoại nói mày với chồng mày nói vậy, mày không binh giật tao. Nhưng mà con đâu có binh được đâu chú Giang. Chứ gì có sự thật thì mới nói thôi. Giống như mình nói cái gì phải mình nói. Dạ, rồi cái gì không có thì thôi, là mình tuyệt đối cũng không nói ha, mình cũng không nói thêm nói bớt. Tại vì nói thêm nói bớt là mình tội. Dạ. Hai nữa mình là con cháu. Nhiều khi là Vinh chồng của con cái tánh thẳng quá. Dạ. Thì giống như cái gì mà đè nén bức xúc thì có thể là nói chuyện nó nói thẳng lên quá. Rồi cho nên là ông bà ngoại nghe vậy rồi cũng buồn. Nhưng mà hôm nay là lên đây thấy hai vợ chồng của hai đứa hạnh phúc là tụi chú rất là mừng cho tụi con. Nhưng mà thấy Vinh nè, Vinh còn canh cánh bên lòng cái nỗi lo nè. Thấy gương mặt chưa có gạn gỡ cho nên là thấy cũng thương cho Vinh lắm. Tại hồi bữa về tới giờ hai đứa cũng bệnh hoài. Hai đứa nhỏ hả? Con Su nó bệnh rồi, con mua thuốc mua men giờ mới đỡ. Rồi bây giờ tới con nhỏ nhỏ con lụm ở nhà nó xây qua nó bệnh nữa. Ừ. Ổng không có việc làm, ổng mới giàu á chú, ổng cứ nói với con hoài giờ anh vậy anh cũng biết sao nữa. Anh muốn đi làm để lo cho gia đình nhưng mà giờ anh khổ á, anh không ra đường được luôn. Đi tới đâu người ta cũng nói chọn cớp rồi này nọ á chú Giang. À. Người ta không có hiểu cái đó là chuyện quá khứ. Ai mà mình biết giác ngộ được cái việc làm của mình thì mình sống tốt thôi, xã hội sẽ. Con cũng bữa con cũng bức xúc mà con nói chồng con này nọ, nhưng mà nhìn đi nhìn lại ổng làm tất cả cũng vì con với hai đứa nhỏ thôi, mà con chưa có đủ hiểu ổng. Hôm nay là già nói câu này là thấy là rất là hay rồi đó. Chung qua sự việc thì Vinh cũng có chia sẻ, cũng xin lỗi ngoài cộng đồng vậy. Thì hiện tại là Vinh cũng rơi nước mắt luôn chị. Thì cũng qua những chia sẻ của em vào thì hoàn cảnh của hai chồng vậy thì quý cộng đồng thì xem cũng hiểu cho em vào cũng như là Vinh. Rất là thương chị. Nói chung công việc thì mình không làm được cái công việc này thì mình kiếm được công việc khác. Cái quan trọng là mình giữ được cái mối quan hệ giữa gia đình với nhau cho nó yên ổn là tốt rồi. Còn công việc thì không có quan trọng đâu. Người chồng xúc động hay vậy, có gì muốn nói không Vinh? Nói chung em có nói đi Vinh, nói đi em cứ nói đi. Không có gì, nói đi, nói đi. Có giữ trong lòng. Đúng, mình nói ra mình thấy bữa nay cho em nói hết á. Nói đi Vinh. Như bữa hổm vậy đó em cứ nói, người ta mới hiểu được. Nói đi. Chung nhìn nói giờ lâu ra thì nó cũng không hay nó. Không, mình không nói chuyện quá khứ. Coi lại cái nỗi buồn rồi nó. Em đau lắm nói chung mình, giờ mình em cũng không biết nói gì. Cái nỗi niềm của mình nè, mình cứ nói ra đi, cái gì thì mình cứ chia sẻ ra để bà con hiểu thương hơn biết không? Nói mà, em chỉ nói là gắn lời bà ngoại thôi. Nhưng mà mày là tự thương hai đứa cháu ngoại, còn ương gia cháu ngoại, mày để con yên ổn con nằm ăn đi.
con làm con không phải vì bản thân con hả, nó không có nuôi gia đình con mà con nuôi vợ con. Nếu mà ngoại thật sự con hướng cháu, ngoại đừng có đi nói tùm lum nữa, chuyện gia đình mình có gì điện con, nhiều lúc con có nóng hay là buồn tại phải có chuyện gì đó con mới buồn con mới nói thôi chứ con, chứ không phải mà con tự nhiên con nói bậy nữa ạ. Điện khóc luôn chị. Nói chung là bây giờ ngoại cũng thấy rồi, rất là xúc động. Đi nào cũng khóc chứ còn nói giờ vậy rồi, hai đứa nhỏ nữa không có biết làm sao mà đứa lo. Chúng đi đi làm sinh từ ở đây mà xuống tới chợ lót sinh biết bao nhiêu chỗ rồi, cái chú nghĩ đi, người ta cũng để tiễn nhưng mà vô sinh cái người ta thấy mình cái người ta nói cái thằng này vậy đó, người ta sầm xì mình đi ra mình cũng nghe đó chú. Nghe vậy rồi mình chạnh lòng. Nói chung Vinh cũng có cái một cái nỗi khổ gì đó. Hổng già về luộc cô Tám, bỏnh bỏ đem đồ ăn, đem đồ qua, bỏ cho con ăn. Vậy đó hả? Cho con cá, cho khô, cho này, cho nọ, cho đó cho con có đồ ăn ăn. Vinh, Vinh có muốn chia sẻ gì thì cứ chia sẻ lên nghe Vinh nói để bà con á, bà con hiểu Vinh hơn, để mà cho ngoại hiểu luôn, ngoại hiểu rồi bà con ở địa phương mình hiểu mình hơn, để nhiều khi bà con hiểu lầm mình là người không tốt cho nên á rồi mình đi xin việc bà con không nhận, nói lên để bà con hiểu hơn, cộng đồng hiểu hơn. Biết đâu ngày mai đi xin việc người ta nhận tùm lum hết trơn á. Sao là ở video anh em mình up có thể là ta điện cưng luôn á. Lúc trước em chưa có đi làm á. Lúc trước em chưa gặp vợ em á. Em có đi chơi đi quậy lắm. Nhưng ăn nhậu cái gì cũng có hết. Mà từ lúc mà em gặp vợ 10 năm nay rồi, một bước chân ra đường hay uống ly cà phê em không có. Nhưng mà ngoại nói vậy tội nghiệp cho con quá. Coi dù con có làm gì mà con về con ở với ngoại mà con hổn hết đó cái gì. Gì á thì bà ngoại nói con vậy con không buồn không, nhưng giờ chỉ mọi chuyện đã lỡ rồi, con chỉ mong ngoại nghe được cái này để ngoại bạn buông tha cho con, hay ngoại tha thứ cho con để cho con có một con đường sáng rạng hơn để lo cho con. Con nếu ngoại thật sự thương hai đứa cháu cố thì hôm nay là mấy chú mấy anh chia sẻ video lên, thì ở đây là hai chồng Vinh nè là cũng là thành thật để mà xin lỗi ông bà ngoại phải không? Dạ đúng. Mong là ông bà ngoại sẽ coi được video này rồi sẽ bỏ qua cho hai đứa. Thì nãy giờ Vinh nói đó thì cái mong muốn là như là mong ngoại đừng có cơ lại cái quá khứ của con nữa. Chuyện gì qua rồi thì thôi. Mình qua thì cho qua. Cái trước mắt này là hãy để cho Vinh nó làm để nó nuôi hai đứa con, nuôi vợ. Và sau này nếu mà có điều kiện thì lên thăm ông bà ngoại. Đó. Chỉ có vậy thôi. Cũng mong cô chú anh chị có coi biết đó là cũng đừng có trách chồng hay là trách ngoại con. Nhiều khi là hai người cũng có cái khúc mắc nhưng mà giải được với nhau hết rồi, mong cô chú anh chị đừng có nặng nhẹ chồng con hay ngoại nữa, con không có muốn. Với lại cũng thương chồng con, cái chuyện đó là quá khứ rồi, đừng có giống như bây giờ con là người đứng kẻ giữa đó, đứng giữa ngã ba đường đó. Lắm, con cũng không biết làm sao luôn. Giữa chồng với hai đứa con này, giữa ông bà ngoại con không biết làm sao á. Mình bỏ ông bà ngoại á thì lương tâm mình cũng không cho phép nè. Con không bỏ, con nhất định không. Chồng con có nói nếu làm có tiền vẫn sẵn sàng lo cho ông bà ngoại, chồng con vẫn nói như vậy. Nhưng mà tại nên ống kính thì ổng không có thể nào mà nói chuyện được, khi nói với con. Nói đúng với rồi, Vinh tính ít nói. Nếu như ông bà ngoại mà bỏ qua cho hai đứa và tha thứ cho hai đứa thì hai đứa có định là về thăm ông bà ngoại không? Nếu con làm có tiền con chẳng về, phải con cũng về, chồng con không có cấm mấy cái vụ đó. Nó có chuyện đó lỡ rồi thôi thì em cứ làm, cứ gắng làm đi, cố gắng thôi cho con mình dư giả thì mình cũng về với ngoại. Chồng con cũng nói vậy với con. Đúng rồi. Tại ông chỉ buồn cái là nhiều khi ban đêm cái con ngủ rồi say qua nửa đêm mất thấy ông khóc hỏi sao vậy, nói giờ chuyện vậy rồi anh cũng buồn, anh đi làm không được. Em sao, con sao, này nọ. Trời giờ gì? hai đứa con đâu rồi? Dạ, cái xu hiện nay con nhỏ nhỏ rồi. Mẹ con giữ trong nhà. Giờ mẹ đang giữ ha, vậy là chúc mấy chú qua bên phòng trọ con
coi hai đứa nhỏ với mẹ của Vinh hả, mẹ chồng hả, đang bản hả? Cái tâm lý của người đàn ông là gì đó, người đàn ông mà có nhiều trách nhiệm với gia đình là gì đó, lúc nào mà không có kiếm được tiền, không có công việc á là rất là nặng luôn. Thì con không có hiểu chồng con như vậy, mọi chuyện xảy ra rồi con biết buồn, con tự trách bản thân mà tại giá như con hiểu ông nhiều hơn thì mọi chuyện nó không có như vậy. Thôi bây giờ thì con khuyên chồng con đi, khuyên chồng con là buông bỏ tất cả đi, rồi đừng có để mà trong tâm mình nữa, rồi thấy nó nặng nề. Những gì qua thì thôi để cho qua luôn đi, mình đừng có suy nghĩ, là đừng có động lại nữa. Tại vì chồng con còn lo nhiều thứ. Thứ nhất á, là nhiều khi á, là bà con hiểu lầm nè, nó hiểu lầm á, thì không có công việc làm. Điều thứ hai nữa là mình còn hai đứa con nhỏ, mà không có công việc làm thì không có thu nhập, rồi sao là nuôi vợ nuôi con, nó rất là nhiều vấn đề để mà lo. Bây giờ mình đi qua phòng trọ đi. Mà cái vấn đề mà cái tiền mà chủ đó không trả là nếu mà mình tính ra là cỡ nhiêu tiền Vinh để mình biết. Khoảng 10 ngày thôi, nhưng mà tại lúc trước là Tết đó là bà cũng có hưởng cho em rồi, hôm bữa bà nói chuyện lình xình vậy á, em mất công chuyện rồi không có điện thoại nữa. Em đi rước con em làm đưa điện thoại cho mẹ em, bà điện em được, bà nói thôi bà kiếm được người rồi, rồi em mới hỏi tiền, cái tiền số tiền đó bà nói là tiền thưởng với tiền nữa bằng con bà lì xì là tính qua luôn, đủ tiền đó không. Bà chỉ nói vậy thôi, em nói thôi. Lì xì là riêng chứ sao tính vô tiền lương được. Đúng rồi, tiền thưởng Tết. Lúc mà chồng em là nói là con mà bà thương nó thấy cực quá, có lì xì tiền uống hơi vậy như 100-200 á. Vừa qua chồng em có điện hỏi bà xin lại số tiền làm gì rồi, bà nói là Tết thưởng rồi, tính vô đó luôn đi. Bây giờ hỏi lại bà chủ, bây giờ con qua con hỏi lại chỗ Vinh làm đó, cô ơi, Tết cô thưởng tiền cho chồng con có cộng thêm cái tiền lương luôn không? Hôm qua cô bà nói vậy rồi, bà nói gia đình bị phức tạp, có lịch sử rồi, bà kiếm được người, bà nói gì? Bà kêu thôi Vinh đi về đi kiếm cái khác để đi bỏ đi anh. Với lại rồi hôm qua cô chủ nhà lại rồi cũng có hứa hết chú. Cô hứa là để khi nào chồng con làm á, có tiền rồi con gửi. Rồi cô cũng cô cười thôi. Gì đó, bây giờ là còn thiếu 2 tháng nhà trọ. Rồi hổm gài mấy đứa nó đau ốm rồi sao có tiền đâu mà để mà đi lo. Con lặt lắm ai được 2 bữa đó. Rồi với cha cho được 500, con về mua sữa cho hai đứa nhỏ đó. Rồi con su với con lụm nó bệnh, nó hổm gài con đi mua thuốc rồi nhỏ cho nó uống. Rồi cũng không có tiền ăn đó. Cô nhờ cô bán thì ở đây thì bà cho đồ ăn, bà vô bà nấu đồ ăn đó. Cô Tám ở gần đây rất là tốt bụng ha.